Trong thời vua Thứ Nhất Kính Đẹp, có hai chức sắc trong làng tên đèn chó điên và con điên, chúng hay lơ thở bà nhiều chẳng là. Chuyện gì nhờ về? Chả là con hết tiền mượn hay thầy tiền để
để cờ bạc rượu chè nữa chứ gì. Được có đâu thầy. Hay anh vẫn ngược quen đường cũ. Nhiều lần trước thì đã giúp đỡ, còn lần này thì không. Không mà thầy. Không, nhất thầy, thầy ơi, là thầy ơi, sao thầy không cho con mà. Thôi được, chơi luôn đi, sợ đấy gì. Mà chơi chết đây. Chết không? Không, nhất quyết không. Đánh cho điên đi thầy. Đúng rồi không? Không. Ôi trời ơi, cách sống ở đâu trời, mẹ ơi, cách sống, chưa đâu thì cay, chưa đâu, thôi, mày cười cái gì? Không, em chơi jumbo, em chơi jumbo, thằng này, thằng này em chơi jumbo, em chơi jumbo, em chơi nó. Mày ngon mà không bao. Thầy, hãy là thầy chúng đi, thế nào thì nó cũng báo quen. Bọn nó sẽ đến bắt thầy. Chúng đến báo quen bắt thầy. Bày đâu? Đi! Mày đã chết trong tay đền chỗ điên và cu điên. Đời mày tan rồi. Quỳ xuống mày. Quỳ xuống. Quỳ. Em. Mày. Mày. Ngươi có phải là thầy giảng không? Ai chỉ là thầy giảng đây. Ai nghe nói mà ngươi giao giảng cái thứ gì mà gọi là tin mừng đấy. Có phải vậy không? Đúng rồi. Thầy quen cứ giết nó. Này, tặng thầy đấy. À, cho người hai lựa chọn. Một, quan đánh giá cuộc đời nở hoa. Hai, cuộc sống nguyên tắc, cứ chọn cái nào. Nghe mà luôn đi thầy ơi. Ở đây. Thầy ơi, cố lên. Thầy ơi, cố lên. Thầy ơi, cố lên. Chết thầy rồi. Thầy đâu, có tí đầu quá. Ngay vào luôn. Đi mày.
Ngươi còn điều gì để chăn trối trước khi chết hay không? Lạy Chúa, con tin theo vào Ngài. Quan cứ chặt đầu đi, nó cứng đầu lắm. Tới luôn đi thầy. Mày đâu? Chị á? Yeah! Nhắm đi, sợ. Đâu thế? Anh thích canh gì mà nhóc? Chéo đi chéo. Cứ để anh. Giáo dân làng Bách Lộc đã an táng vị tử đạo ngay chính nơi xử án. Sau lại chuyển thi hài thầy về mai táng ở nhà thờ Bách Lộc. Đức Pio thứ 10 suy thầy Phêrô đèn văn văn lên bậc chân phước ngày 2 tháng 5 năm 1909. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng hiển thánh. Yes! Lòng can đảm chịu chết vì danh Chúa, Thánh Phêrô còn để lại cho đời tấm gương khiêm nhường bác ái. Vì nhận mình thân phận hèn kém, thánh nhân tình nguyện làm thầy giảng, không dám nhận trước linh mục, và ngài đã hy sinh chính mạng sống mình vì lòng nhiệt thành với Chúa và sứ vụ. Mang trên mình sứ vụ là người huynh trưởng, chúng ta hãy noi theo tấm gương Thánh Phêrô đèn văn văn, sống khiêm nhường bác ái, yêu thương và luôn nhiệt thành với sứ vụ huynh trưởng, gieo giảng lời Chúa bằng chính cuộc sống của chúng ta. Hãy dùng chính hành động của mình để làm sáng danh Thiên Chúa, để ngày càng có nhiều người tin và trở về cùng Chúa. Vở kịch của chúng em đến đây là hết.